Dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều ông bố bà mẹ đã lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch biển tại các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên trong 4 ngày được nghỉ lễ. Biết các con thích đi tắm biển, chị Nguyễn Mỹ Phượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng chồng lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch biển trong kỳ nghỉ lễ này. Rút kinh nghiệm từ những chuyến đi trước, chị Phượng đã cho các con học bơi bởi chị hiểu được những rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào đối với con mình. Nói chung là một bài học quan trọng rằng là cái kỹ năng biết bơi của trẻ con là kỹ năng không thể thiếu, và những người làm cha làm mẹ thì chúng ta cần thiết phải trang bị cho con, phải cho con học bơi ngay từ bây giờ để các con có thể đi chơi một cách vui vẻ, thoải mái và an toàn. Nhất là đi biển, khi mà tắm biển xa sóng và rất nhiều người thì an toàn vẫn là trên hết. Là chủ một cửa hàng thức ăn nhỏ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, bà Đặng Thị Thắm cũng quyết định sẽ nghỉ bán dịp lễ để đưa các con cùng gia đình đi du lịch. Với bản năng của người mẹ, bà cũng căn dặn các con phải hết sức lưu ý khi tắm biển. Nếu mà ra biển thì cũng nhà tôi cũng phải tư vấn cho các con, các cháu là lên mặc áo phao để chống đuối nước. Rồi tắm thì những nơi mà cũng có đông dân cư, không ra những nơi mà có biển báo nguy hiểm. Thế rồi thì nếu như có sự cố gì xảy ra thì các cháu cũng đã được biết số điện thoại gia đình và chi hô to để có một sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, khi cho con cái tắm biển, cha mẹ phải cho các con học bơi và phải chú ý quan sát con trẻ trong lúc tắm. Tôi cũng là một bậc phụ huynh và bản thân tôi rất thích đưa con mình đi biển vào mỗi một dịp nghỉ lễ. Và nói thật với quý vị là tôi sắp tới cũng có ý định đưa con mình đi biển. Thế nhưng chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Lưu ý số 1 đó là con của chúng ta cần phải được học bơi càng sớm càng tốt. Và chúng thậm chí không chỉ là học bơi đâu, mà chúng cần phải thuần thục trong cái kỹ năng bơi lội. Bơi lội không chỉ là một môn thể thao, bơi lội còn là một kỹ năng sinh tồn. Vậy nên trước khi chúng ta có những cái kế hoạch tiếp theo cho con mình, hãy lập một cái kế hoạch ngay, đó là đưa con mình đi học bơi nếu như bé chưa biết bơi. Còn nếu như bé đã biết bơi rồi thì hãy cho bé thường xuyên để rèn luyện cái kỹ năng này để bé ngày càng giỏi hơn. Để những chuyến đi trọn vẹn niềm vui, chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng các phụ huynh cần quan tâm hơn đến cảm xúc của con, không nên áp đặt con phải theo ý mình để tránh việc xung đột trong gia đình. Và rồi đi tắm biển nữa, chúng ta cũng cần phải lưu ý một số điều, như là bất kể chúng ta đưa con mình đi chơi ở đâu á thì mục tiêu của việc đi chơi đó là gì. Đôi khi mục tiêu của việc đi chơi là để bé có nhiều trải nghiệm hơn với cuộc sống, hoặc là để cho gia đình có thể gần gũi nhau nhiều hơn. Vậy thì hãy quan tâm đến cái mục tiêu đấy để tránh đi những cái xung đột, những cái cãi cọ, những cái kiểm soát, những cái tình huống mà chúng ta không mong đợi diễn ra trong cái cuộc đi chơi. Bởi vì có rất nhiều gia đình nha, trước lúc đi chơi mình rất là vui, rất là háo hức. Thế nhưng mà đến lúc bắt đầu đi chơi này, đôi khi lại cãi nhau về việc con phải mặc cái bộ đồ này nha, con không được mặc cái bộ đồ khác nha. Rồi tự nhiên bé không có cảm hứng muốn đi chơi nữa. Tại sao bố mẹ đã đi chơi rồi lại cứ bắt con phải làm theo ý bố mẹ vậy? Vậy thì hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và những trải nghiệm của con trẻ.